ty sức khỏe Siberi, thương hiệu quốc tế của các sản phẩm thiên nhiên dành cho chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp và thể thao. Công ty ra đời từ năm 1996 và đã được biết đến tại hơn 40 quốc gia trên thế giới. Chúng tôi hân hạnh mời các bạn trở thành một phần trong công ty to lớn của chúng tôi và là người đại diện cho thương hiệu sức khỏe Siberi. Đây là Praha, thủ đô Cộng hòa Séc. Lúc này mặt trời đang lên và chẳng bao lâu nữa, hàng nghìn người sẽ thức giấc và đón chào một ngày mới. Còn đây là Anna, đã đến lúc cô ấy phải dậy rồi, công việc đang chờ đợi. Một ngày mới của Anna sẽ là như thế nào? Đây là New York, tại trung tâm thành phố, cuộc sống vẫn rất sôi động, thậm chí là vào nửa đêm. Nhưng ở những khu vực khác thì mọi người lại đang chuẩn bị cho giấc ngủ. Còn đây là Alexander. Anh ấy cần phải ngủ thật đủ giấc vì ngày mai có một cuộc hẹn quan trọng tại văn phòng. Quả thật, buổi tối vừa qua thật sự là rất mệt mỏi. Nhưng ngày mai của Alexander sẽ như thế nào? Trên thực tế, việc ngày mai sẽ diễn ra như thế nào chỉ phụ thuộc vào chính chúng ta. Nói một cách chính xác hơn, đó là phụ thuộc vào đồng hồ sinh học của bạn. Chúng tôi gọi đó là nhịp điệu của sức khỏe. Buổi sáng, cơ thể yêu cầu một số các chất có ích nhất định. Các chất này cần thiết để khởi động chế độ làm việc của cơ thể. Còn buổi tối thì ngược lại, cần phải giảm tốc độ và dần dần đưa cơ thể về trạng thái nghỉ ngơi và đi vào giấc ngủ. Tức là cơ thể cần các vi chất dinh dưỡng hoàn toàn khác. Việc đưa vào cơ thể các vi chất dinh dưỡng và các thành phần vào buổi sáng và buổi tối cần phải được phân chia một cách chính xác. Nếu không, các đồng hồ sinh học bên trong cơ thể của chúng ta, nói một cách nhẹ nhàng, sẽ bị rối loạn vì sự trái ngược. Để điều chỉnh đồng hồ sinh học bên trong cơ thể, chúng tôi đã sáng tạo ra sản phẩm nhịp điệu sức khỏe. Đó là các tổ hợp vitamin và khoáng chất được phân chia riêng biệt để dùng vào buổi sáng và buổi tối. Tổ hợp các chất dùng vào buổi sáng của sản phẩm nhịp điệu sức khỏe có tác dụng đánh thức, hỗ trợ tích cực và bảo vệ cơ thể. Thành phần bao gồm các vitamin nhóm B, vitamin A, E và C, beta carotene, lycopene, chiết xuất sâm Siberi và trà xanh và dihydroquercetin tự nhiên từ cây lạc diệp tùng. Viên màu cam mang lại cho bạn sự sảng khoái vào buổi sáng để bắt đầu cho một ngày mới. Tổ hợp các chất dùng vào buổi tối của sản phẩm nhịp điệu sức khỏe ngược lại giúp bạn nghỉ ngơi và phục hồi sức lực. Hỗ trợ cho bạn đó là kẽm, sắt, iốt, mangan, đồng, molybden và selen ở dạng hữu cơ trong thành phần của các chiết xuất men. Silic tự nhiên thu được từ cây mộc tặc Siberi cùng với cây nữ lang và cây hoàng cầm hồ Baikal. Tất cả các chất này giúp cho cơ thể được nghỉ ngơi hoàn toàn vào buổi sáng và bạn sẽ thức dậy với nguồn năng lượng mới, tràn đầy và mạnh mẽ. Việc theo dõi đồng hồ sinh học của bản thân rất đơn giản. Trong hộp sản phẩm nhịp điệu sức khỏe là những viên nang đủ dùng trong suốt một tháng. Viên màu cam cung cấp sinh lực và năng lượng dùng vào buổi sáng. Viên màu xanh giúp bạn nghỉ ngơi, thư giãn và phục hồi sinh lực dùng vào buổi tối. Sản phẩm nhịp điệu sức khỏe đã nhận được sự đánh giá cao và tạo được ấn tượng mạnh mẽ với rất nhiều chuyên gia trong lĩnh vực y học thích nghi và khoa học thời sinh học. Bởi vì đây thực sự là một tổ hợp các thành phần được kết hợp với tỷ lệ tối ưu và mang lại hiệu quả cao nhất. 20 loại vitamin và các chất tương tự vitamin, 9 khoáng chất và 6 loại chiết xuất thảo mộc. Bạn có muốn tìm hiểu nhiều hơn về sản phẩm nhịp điệu sức khỏe và học cách điều chỉnh đồng hồ sinh học của bản thân mình? Chào mừng bạn đến với trung tâm chăm sóc khách hàng của tập đoàn sức khỏe Siberi và trên website siberianhealth.com. Thật là tuyệt khi mà biết được ngày hôm sau của mình sẽ diễn ra như thế nào. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.